Mục vụ tin và sống. Xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị nghe bài học đức tin tựa đề Hãy đưa tôi trở về hang đá. Ở thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, hai cha con bạo chúa xứ Sicily đã cai trị dân chúng trong vùng một cách khắc nghiệt chưa từng thấy. Dynasty cha độc ác hơn dynasty con. Dynasty cướp ngôi từ năm 25 tuổi và trị vì trong 38 năm. Đó là một thời kỳ gieo nhiều tai vạ cho nhân dân xứ ấy. Bóc lột mọi người đến tận xương tủy và vơ vét mọi của cải cho đầy túi tham. Tàn sát những người chống đối, Dynasty lại thích làm thơ và muốn mọi người phải ca tụng các thi phẩm của mình. Một hôm, khi đãi tiệc các thương nhân trong nước, Dynasty đọc một bài thơ mới làm và hỏi ý kiến thi sĩ Phillotson. Thi sĩ đã nói thẳng ý kiến của mình, làm cho quan khách cười ồ. Dynasty liền ra lệnh đày Phillotson sống trong một hang đá. Mấy tháng sau, cũng trong một bữa yến tiệc, tên bạo chúa nhớ đến thi sĩ Phillotson đang bị đày, liền cho người đi mời Phillotson về dự. Cuối bữa tiệc, Dynasty lại đọc một bài thơ mới sáng tác và hỏi ý kiến của Phillotson. Thi sĩ bình tĩnh nói, hãy đưa tôi trở về hang đá. Chúng ta thường có những vấp phạm trong lời nói, nhất là hay nói dối để bảo vệ mình, để lèo lái sự việc cho thuận lợi theo ý muốn mình. Ngay cả khi mạng sống của Phillotson bị đe dọa, ông vẫn không thể nói dối. Một người chân thật không dễ nói ra lời nịnh bợ, hèn hạ. Dù là nói dối với chính mình, cũng vẫn là một sự giả dối, đáng xấu hổ. Cần phải nhạy cảm với những lời nói dối. Có người quen nói dối đến nỗi chuyện ấy đã trở nên bình thường. Họ không còn cảm thấy day dứt hoặc ngượng ngùng mỗi khi nói đến điều giả dối. Hãy dạy cho con trẻ sự chân thật. Muốn vậy, người lớn phải nỗ lực duy trì sự chân thật trong từng lời nói. Đừng xem thường những lời nói dối bông đùa. Nó sẽ có những tác hại to lớn đối với bản tính của con trẻ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn hãy duy trì sự chân thật. Câu gốc suy gẫm. Môi chân thật được bền đổ đời đời, song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi. Châm ngôn 12 câu 19. Amen.